Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì diện tích 43,5m² trên sổ đỏ và đặc biệt sân cổng trước nhà rất là rộng. Ngôi nhà này thì vừa mới được hoàn thiện xong hết chỉn chu, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Thiết kế 3 tầng xây mới, diện tích rộng thì như thế nào? Với cái ngôi nhà này phù hợp với bác nào đi làm ở Hoài Đức hoặc là đi làm ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm đều rất là ok nhá. Thiết kế phần mặt tiền của ngôi nhà 3m8, hướng nhà là Tây Tứ Trạch. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Đường, hướng, ngõ tương đối là rộng. Hai căn đã bán một và chỉ còn một căn. Và căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị. Lô góc hai mặt thoáng, bên cạnh là ngõ cho nên phần tầng 1 của ngôi nhà phòng khách mở được cửa sổ rất chi là thông thoáng. Cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là một lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phần phòng khách tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện chỉn chu xong hết. Theo đúng như hiện trạng, căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, đặc biệt giá rất là rẻ, giá thì chỉ tầm hơn 2 tỷ xíu thôi. Và Ngọc Ánh để ở dưới phần bình luận cho quý vị sổ đỏ chuẩn chỉnh. Với cái phần phòng khách đều được chủ nhà hoàn thiện cơ bản xong hết cho quý vị. Ở đây là một cái kệ tivi. Đấy. Là chủ nhà đã thiết kế cho chúng ta rồi. Cửa sổ thông thoáng ở phần phòng khách. Diện tích rộng mặt tiền của ngôi nhà gần 4m. Cụ thể thì là 3m8. Mặt hậu của ngôi nhà thì là 4m hơn một chút. Căn nhà này nở hậu phù hợp với bác nào mà thích làm ăn kinh doanh buôn bán. Mua nhà nở hậu thì cứ gọi là phát triển mọi người ạ. Và đây là phần toàn bộ phòng khách của ngôi nhà thưa quý vị. Và mời quý vị theo em vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp hoàn thiện xong hết chỉn chu. Ở đây thì được cái ưu điểm là thoáng trước, thoáng sau mọi người nhé. Cửa sổ ở phần phòng bếp đây rất là thoáng. Đây là cái phần không gian phòng bếp hoàn thiện của ngôi nhà. Hoàn thiện xong hết rồi. Tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh. Mặt bếp thì ốp đá granite. Phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ. Với cái không gian phòng bếp này quý vị có thể quê cho Ngọc Ánh một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Hôm nay là ngày hè mọi người ạ. Quay mà trẻ con ở ngoài hàng xóm phải đến 10 bạn chơi với nhau rất là đông luôn. Ngoài ra phần tầng 1 thì thiết kế ở đây một phòng vệ sinh đáp ứng cho nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 đến tới tầng 3 của ngôi nhà thiết kế là gỗ. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, hướng ra phần mặt ngõ. Đó. Cách với lại trục chính đường ô tô đi lại thì nó chỉ khoảng tầm 100m thôi. Có ban công mở hướng ra phía bên ngoài, lô góc hai mặt thoáng cho nên ngoài cái phần cửa chính ở đây thì có thiết kế thêm hai phần cửa sổ phụ cho quý vị. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Phòng ngủ rất là rộng. Đây mọi người này. Rất là rộng, dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Hệ thống trần ở đây có cửa sổ thông thoáng. Hệ thống sen T8 nóng lạnh, bồn cầu liền khối và lavabo. Căn nhà này thì đúng như theo hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Phần phòng ngủ phía bên trong đây mọi người ơi. Đều được thiết kế, tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao. Đầy đủ. Đó. Rộng rãi, thoáng. Cửa phòng ngủ thiết kế là cửa nhôm hệ. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà có hai phòng ngủ thoáng trước sau. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, phần tầng 3 thiết kế khu vực để máy giặt riêng cho quý vị. Đây, phần để máy giặt riêng, rất là thoáng. Thiết kế thêm một phòng ngủ. Phòng này thì tùy mục đích mọi người sử dụng nhé. Có thể sử dụng phòng thờ, phòng làm việc tùy công năng. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thì vô cùng thân thiện. Đấy. Rộng rãi, sân ngõ trước nhà siêu rộng. Tận dụng được cái không gian phía trước nhà quá là ok. Căn nhà thì cũng diện tích rộng luôn. Không nằm gần đình chùa miếu mạo gì mọi người nhé.
Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để có thể đi xem nhà thực tế. Đây là phần sân phơi siêu rộng. Đó. Giá bán cực kỳ là rẻ. 2 tỷ thôi mọi người ạ. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ với lại Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.